Cô Mai Chiếc Chi Bông xin chào cả nhà nha. Và hôm nay thì em xin được giới thiệu với cả nhà, đây là cái hoa cúc VIP nha cả nhà, hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Thì cái cây nhỏ xíu như thế này đây, nó được có hoa rất là đẹp luôn cả nhà. Đó. Đặc biệt là cái hoa này nó có cái độ phùng nha. Em thấy nó phùng y như một cái hoa hồng luôn. Hoa của nó thì rất là to ha. Nó rất là nhiều cánh, hoa to. Đó, em sẽ quay cả nhà xem nha. Đó, đây chỉ là một nụ gió thôi nha cả nhà. Cây rất là nhỏ, nụ gió nó chưa có đủ sức, nhưng mà hoa của nó cũng bự vời như thế này đây. Đó, nó nhiều cánh, nhiều lớp ha. Đó, hoa rất là đẹp và rất là to nha cả nhà. À, cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ nha. Cái loại này thì thật sự là nó rất là hot luôn á, bởi vì hoa của nó rất là đẹp luôn. Đó, em sẽ quay cả nhà xem nha. Đó, độ phùng của rất là phùng luôn nha. Đó, đây là hộp hoa của cúc VIP ha. Chỉ có vài nụ thôi, giống như là cây này nó là cây nhỏ nha cả nhà, chỉ có được vài nụ thôi, nhưng mà hoa nở của nó cũng rất là đẹp luôn. Độ phùng rất là phùng luôn ha. Thì cái lon cúc VIP này thì em bán với giá là chỉ 70.000 một cây thôi nha cả nhà. Nếu ai mà lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Cây cao tầm khoảng một gang tay của em nha, một gang tay của em đi lên. Thì rễ thì quấn đủ kiểu, rễ bí rồi lò xo đủ kiểu hết nha. Cái rễ nó đây nha cả nhà. Đó. Thì cũng có mấy cây có được vài nụ á, được một hai nụ gì á. Đây rễ đây thì có rễ quấn đủ kiểu hết nha. Đủ kiểu hết, rễ nơm cũng có. Đó. Đây, thì cái lô này em bán với giá chỉ là 70.000 một cây thôi nha. Nếu ai lấy 3 cây em sẽ bao phí vận chuyển luôn nha cả nhà. Đây số lượng cái này là của nhà em ghép ha, số lượng tầm khoảng được vài trăm cây nha. Rồi. Ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông nha. Đây còn gọi là cúc VIP nha cả nhà, cúc VIP hay còn gọi là cúc tri kỷ ha. Rồi bên đây là một cái giống mai cúc nhị đỏ nha, cúc nhị đỏ. Đây do là em về vườn trễ quá cho nên là cái hoa của nó đã bị rụng rồi. Đây cúc nhị đỏ này thì cái rễ rất là đẹp nha, rễ lô này em quấn rễ đủ kiểu hết. Đó, kiểu nơm rồi kiểu lò xo, là xoắn ốc thì đủ loại hết nha. Đây là cúc nhị đỏ nha, cúc nhị đỏ. Thì loại này em cũng bán với giá chỉ có 70.000 một cây thôi nha cả nhà, 70.000 một cây thôi. Nếu ai lấy 3 cây thì em sẽ bao phí vận chuyển luôn. Có một combo 10 cây thì em sẽ tặng một cây nha. Rồi, bên đây là cúc cam nha, cúc cam. Cây nó không có lớn lắm đâu nha cả nhà, cây cao chưa tới một gang tay, nhưng mà cây thì rất là khỏe. Này giống này nhỏ nhưng mà nó rất là khỏe nha. Đây cái gốc của nó thì cũng đủ kiểu ha, đủ kiểu. Rồi đây. Rồi tiếp tục một cái giống mai nữa. Bên vườn mai nhà em đó là bên đó là cúc VIP, cúc thảo ly nha, cúc thảo ly nha cả nhà. Cúc thảo ly thì của môn Ngô Mạnh Tuân ha. Cái giống này thì cây của em tầm khoảng một gang tay thôi nha. Thì em bán với giá là 150.000 một cây nha. Nếu mà lấy một cặp thì em sẽ bao phí vận chuyển. Thì đa số các lô này đều quấn rễ rất là đẹp nha. Đó. Cây thì không có cao lắm nha cả nhà, cây cũng vừa tầm thôi. Rồi bên đây là lá ngọc cành vàng nha, lá ngọc cành vàng. Cái này là do cái lá nó già rồi cho nên nó không có vàng nha cả nhà. Khi mà chúng ta để ra cái đọt non á, nó ra thì nó mới màu vàng nha. Cái này thì vừa chơi lá vừa chơi hoa luôn ha. Lá ngọc cành vàng này thì em cũng bán với giá là 70.000 một cây luôn nha. Nếu mà ai thích thì xin hãy liên hệ bên vườn mai của Chiếc Chè Bông ạ. Quay trở lại bông hoa này rất là đẹp luôn. Xin hãy liên hệ em qua số điện thoại là 0397142252 nha cả nhà.